Domov, domov. Obývací pokoj. Obývací pokoj. Phòng khách hay có thể gọi là obývák. Obývák. Ložnice. Ložnice. Phòng ngủ. Jídelna. Jídelna. Phòng ăn. Kuchyň. Kuchyň. Phòng bếp. Koupelna. Koupelna. Záchod. Nhà tắm và nhà vệ sinh. Garage. Garage. Gara. Vậy là bài học từ vựng mang tên Domov đây là hết. Nếu thích video này thì hãy cho tụi mình biết nhé. Và như thường lệ, đừng quên bình luận xem các bạn muốn video tiếp theo sẽ nói về chủ đề gì nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.